giờ đi đi bây giờ là bên kia là giảng đường chào mừng quý gia khách. Bên đây giảng đường hôm nay á hả, đông đó, phòng trái công an Phạm Lô. Chặng đường đi qua bé mình tay trái đó, ngồi hai bên đường ngồi tấm thực tấm trắng ủa bà nội hả?
Ủa nãy đứng ngay chỗ Đức mà, đứng ngay bên chị Đức mà, bây giờ còn múc ở dưới rồi. Không thấy cho vô hả? Rồi ổ âm tử. Hả? Ồ, chân bàn đẹp lắm. Bở vậy. Ờ, chắc giờ vô không có được. Bữa nay là bắt đầu leo bếp thai luôn đó. Ờ, chân đẹp luôn không? Ờ, thấy gì đâu. Không có gì đâu. Thấy gì đâu. Hai bên bông không ai. Đợi mũ ấy ha. Ồ, coi bông kìa. Ồ, bông đẹp ghê không? Quay đó đi. Ừ, phan quay nè. Chừng nào mới cho vô ta? Hết cho vô rồi. Giờ tới 8-9 giờ tối nha. Hết cho vô nữa rồi. Không mà nghĩ chắc là cũng không có cho vô đâu, những người ta làm lễ rồi thấy đâu có người nào mà ấy đâu. Trời ơi, là một nhà hè không? À, bông thiệt không, cái gì bảy? Chưa vô chồng coi hay gì? Hả? Vô chồng coi chưa? Chưa. Ồ, đẹp lắm con cà, dài bao nhiêu, 70 mấy cái gian hàng vậy đó. Người ta đâu cho mình vô ha. Cúng rồi, phim mới vô được. Phim mới vô được hả? Giờ ta đang cúng múa xong hết rồi. Phim mới cho vô. Cúng xong hết để đàn rồi, rồi mấy em mình mới được vô. Bông thiệt có đẹp quê hôn lắm. Hồi sớm không vô, ta coi xong sớm chứ không á, hồi 2-3 giờ. Vậy hả? Đi lên hồi 2 giờ, hát môn lên hồi đi 2 giờ, tới đây 4 giờ. Chắc có, ta vô ta coi trước đi. Đi nha, em ở đâu lên? Đồng Tháp. Dạ hả? Có đạo phải không? Có đạo đi. Đi lên hồi nào? Đi qua rồi. Dạ hả? Ở lại đây hả? Em này ở Đồng Tháp mà lên. Đi lên hôm qua. Ở lên hồi 2 giờ á, ta cho mình vô. Mấy cái chữ đẹp ghê không?